những con tôm, tép, cá, con gì mà nó chết thì sẽ bị rái cá bắt ăn thịt vậy đó. Dạ. Cuộc sống là như vậy. Người khỏe mạnh thì sẽ được sống tiếp, con vật cũng vậy, khỏe mạnh sẽ được sống tiếp, còn yếu đuối là sẽ bị sát hại, bị giết chết. Đây. Cái cá ti ti nó đem con này lên đây nó để nè. Thả con lại xuống nước cứu mạng con lần nữa. Bởi vì những con cá này nó không thể sống được á. Hồi nước mà có cạn á, nó cũng đi không được. Nó phải khỏe mạnh và thoát khỏi. Nè, cua còng cá đang đứng sẵn sẵn sẵn. Ở đây có một số con nó chết nó nằm ở đây nè. Thì ti ti nó cứ rời vô con nào còn yếu, sống không được là nó làm thịt gì đó. Có những người không có giúp đỡ em ủng hộ phóng sanh mà hỏi em số tài khoản để chuyển tiền phóng sanh này kia, em cũng xin nói thiệt, em đang phóng sanh là nhờ vả, là qua sự quen biết là những anh làm công an không có đi được phóng sanh, những anh chị làm trong cơ quan nhà nước không đi được thì mới nhờ em, chứ người bình thường nhờ em đâu có làm. Nhờ nhờ hỏi hỏi xong rồi cà khịa, hỏi này hỏi kia, làm như em cần đi làm giúp đỡ quý vị lắm. Dạ không, quý vị thích quý vị cứ lội ra rừng ngập mặn rồi đợi canh me người ta, ai bắt hại á để cứu. Dạ. Thì đó, phóng sanh đúng cách đó, thích thì làm như vậy. Dạ, quý vị thích thì làm như vậy. Đây là những con chết thì rễ cá sẽ ăn, sống thì trả về tự nhiên. Sống thì về tự nhiên nha. Con người chết vì sự vô minh, thiếu trí tuệ. Em thì từ bi tột đỉnh nói ra, nếu em không từ bi, em giống như Phật Thích Ca, em sẽ im lặng để cho mọi người lãnh quả báo khổ vì sự hủy báng em. Dạ. Nếu em là người bình thường thì nhịp tim em không đập chậm hơn người bình thường. Tim đập chậm được là phải tịnh tâm. Vì sự tịnh tâm đó thì em an lạc trong cảnh giới của em, nhưng em không giúp đỡ được mọi người. Em đã vượt qua rất là nhiều thử thách đại dương, thử thách nguy hiểm. Nên mọi sự cà khịa của mọi người đối với em rất là bình thường. Mọi người có thể chửi em là thú vật cũng được. Sống như thú vật thì là thú vật. Mọi người nói nặng em thoải mái. Học trò em có thể chửi em là biến thái ấu dâm, thoải mái. Dạ. Những gì em đã giúp đỡ, những gì em đã cố gắng, những gì em đã làm, mọi người không nhìn thấy được. Vì sự từ bi tột đỉnh đó, em có thể chấp nhận khổ đau. Nhưng đối với những người là chư thiên chưa thức tỉnh thôi. Còn người phàm, kiếp trước vẫn còn là súc sanh. Kiếp này á, có được thân người lại chưa đủ trí tuệ. Có quỷ bán em thì em chỉ thấy xót thương, chứ em cũng không muốn giúp đỡ. Trải qua trăm ngàn kiếp chịu khổ đau, quý vị sẽ tự khắc thức tỉnh. Hôm nay con rái cá nó vẫn còn mang thân con rái cá, nhưng hàng ngày nó vẫn còn đi phóng sanh. Đỡ hơn những người hàng ngày vẫn còn ăn thịt mà chưa phóng sanh một ngày. Khi lâm chung cận tử nghiệp mới nghĩ đến việc phóng sanh đúng cách, và phóng một hai lần là xong, không bao giờ phóng nữa. Vẫn chưa tiêu trừ được nghiệp chướng. Nghiệp chướng hàng ngày chúng ta tạo, mà chúng ta chỉ làm phước là được một hai ngày đúng cách thì làm sao? Thật là nực cười mà muốn sanh được lên tới cõi trời. Thật là nực cười. Một người bị chết oan khổ, oán hận, trở thành quỷ.
được trời ban cho làm thần, địa thần, lại đi không ủng hộ người đó, phóng sanh hồi hướng công đức cho người đó, lại tối ngày đi cúng gà, cúng vịt, cúng bông hoa, đốt với tiền vàng bạc, rồi mong cầu người đó cho mình có được những cái danh lợi như mình mong muốn, làm cho cái Côn Đảo trở thành một cái nơi mà trời ơi thu hút khách du lịch quá trời đến để viếng thăm nhà tù và sát hại những động vật. Ở dưới sông là những con vật, dưới biển là những con vật quý hiếm đang làm những vai trò quan trọng bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ rạn san hô thì không giúp. Quý vị làm những việc như vậy uổng phí kiếp người, nói ra từ bi tột đỉnh để giúp đỡ thôi, chứ chả muốn tạo nghiệp bất thiện với quý vị, chả muốn gieo nghiệp oan gia với quý vị, chả muốn. Tôi đâu có khổ dữ vậy trời, cuộc sống tôi có đầy đủ hết á. Thiên nhiên, sức khỏe, động vật hoang dã, con rái cá này, chia chia. Dạ bữa nữa tôi sẽ vô rừng bơi coi nè. Mọi người thích đăng ký kênh thử 1 triệu view đăng ký coi. Tôi cũng ẩn không có để cho ai thấy đâu. Chủ yếu là tôi muốn mọi người quan tâm đến, biết đến nhiều hơn để đừng có làm hại thiên nhiên động vật nữa thôi. Tôi cần gì ba cái danh vọng mà so sánh tôi ôn với người này người kia, thật là nực cười, nực cười lắm luôn. Còn vô minh thì sẽ còn khổ. Ai đời này ủng hộ tôi ôn phóng sanh giải cứu động vật đúng cách thì người đó có được phước báo thật chân thật. Chi chi con chơi đó hả?